chào cả nhà. Hôm nay thì em đang có mặt tại khách sạn Sheraton, một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất tại Sài Gòn của mình. Thì hôm nay bên mình sẽ lắp quạt, mọi người cùng theo chân em nha. Công trình hôm nay mà mình lắp quạt chính là được nằm ở tầng 23 của khách sạn Sheraton, một quầy bar ngoài trời rất là chill luôn. Mọi người có biết không chứ, em bước từ cửa vào thôi em đã thấy đầy mùi sang trọng luôn á cả nhà ơi. Hàng đã lên rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị một ngày chiến đấu thôi, let's go. Rồi, bây giờ là mình đã có mặt trên khu vực lắp quạt của tầng 23 khách sạn Sheraton nha mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ thay hết toàn bộ những em quạt đang treo ở đây. Em quay một vòng những cái view cho cả nhà xem nha. Trời ơi, rất là đẹp luôn, rất là sang chảnh. View này là view triệu đô. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu lắp cây thứ nhất. Mình sẽ đấu điện thêm nha. Tại vì cái này thì bên khách hàng yêu cầu mình thả ti dài thêm một chút nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ test cái độ an toàn của dây cáp nha. Đó. Rất là cứng. Vậy là hôm nay tụi em sẽ bàn giao trước đợt 1 những em quạt Casa cho khách sạn Sheraton. Hẹn mọi người vào clip tập 2 nha. Tập 2 thì em sẽ thay bên trong này. Hiện tại là mình đã thay xong ngoài sảnh hết rồi. Đây là công đoạn cuối cùng mọi người chuẩn bị dọn dẹp để đón khách nè mọi người. Còn một chiếc cuối cùng nữa thôi. Xong rồi. Tụi em đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nè. Bây giờ thì xin chào cả nhà. Mời mọi người cùng hóng chờ clip của em nha.